xuân thân các sức hòa tranh phong khay lầm rua mùi bió khóm hoan ơi mật mèn kháng phích bần vẫn khâu kẹo đông xa tít nhì bió khóm ơi nhớ lầu tên đầy tranh phà khao dành pha mùng đuôi gần vui ở xuân bầu trời trong sáng nở hoa mùa xuân cùng đưa nhẹ đưa nơi nơi xa gần từng bầy ong bướm bay vườn hoa lạ ơi ta thấy đời nở hoa đầy trời sức chúng mình đón đường xuân về đây cùng vui mừng ta hát mừng xuân nơi này. Anh nghe không nhầm, hình như là hết cả hai thứ tiếng, đó là tiếng Tày và tiếng phổ thông rồi, đúng không? Cái bài này nếu bình thường đi hát thì mình có nhạc không? Dạ có ạ, bài này nếu mà có nhạc sẽ hát lâu hơn. Còn bây giờ mình hát bình thường, mình hát chay mình chỉ hát một đoạn thôi. Ừ, nếu có nhạc thì mình sẽ phải hát ngân ra lâu hơn, đúng không? Ôi, nghe, hôm nay định đưa anh đi đâu ấy? Em định đưa anh ra kia để xem một cái suối của Nghĩa Đô ạ. Ồ, suối đẹp quá nhỉ? Vâng. Nhưng mà trước khi đi thì bây giờ anh muốn anh em mình cùng chào khán giả một cái đã được không? Dạ vâng, được. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay anh em mình đang có một chương trình kiểu như là dã ngoại. Đây, dã ngoại hay là đi du lịch cho nó oai nhỉ? Nói đi du lịch cho nó oai. Cụ thể thì hôm nay thì Nghề muốn đưa anh đi đâu? Là Nghề có thể là chia sẻ với tất cả mọi người biết được không? Không nhớ đâu, em đưa anh đi lên trên bản. Này có cô nào bắt anh mất thì làm sao? Hôm nay em sẽ đưa anh và mọi người đi thăm thác của Nghĩa Đô ạ. À, thác nước hả? Dạ vâng. Thế ở Nghĩa Đô này thì anh cũng có nghe, và hôm trước thì anh có được vào tham quan một cái thác, đó là hình như là thác Bản Hốc ấy. Thì ở Nghĩa Đô này tổng thể nó có bao nhiêu cái thác này? Dạ có 3 cái thác ạ. 3 cái? Vâng. Ừ, thế là cái thác ở gần đây nhất, cái vị trí anh em mình đứng thì nó là thác gì? Vắng Kheo. Vắng. Thác Vắng Kheo. Vắng Kheo. Vâng. Mà cái con mà cái con suối cụ thể là cái con suối mình đang đứng ở đây ấy, thì nó là ở cái thác nào mà chảy xuống đây được? Cái này ở trên thác Tân Tiến chảy xuống. Bởi vì đây là một con suối lớn ấy, nối liền ạ. Với cái thời tiết mà đang rất là oi bức, nóng nực như thế này thì được em Nghề mà đưa đi chơi thác thì rất là tuyệt vời các bạn. Nhưng mà đi ra đây nghịch nước một tí. Thực ra nhìn thấy nước này thấy hơi bị thích luôn đấy. Thác nước này từ trên Tân Tiến chảy xuống đây á? Dạ vâng, ở trên Tân Tiến xuống. Ôi, từ đây vào trong Tân Tiến xa không nhỉ? Cũng xa. Thác nước ở đây khả năng có cá đấy nhỉ? Nhưng mà có chắc cá có suối. Cá to. Không ạ, cá bé. Ừ. Cá to nhất bằng to bằng ngón chân. Hay là anh em mình đi vào cái thác Tân Tiến này được? Dạ được ạ. Còn nó khoảng chừng mấy cây? Theo em biết thì tầm 15 cây. Ồ, 15 cây á. Theo các bạn thì có nên di chuyển vào con thác Tân Tiến này không? Thực ra thì hôm trước thì Sơn có đi sang bên Bản Niền và cũng đi qua con đường này để đi sang bên Bản Niền và qua Tân Tiến, và có nhìn thấy con thác ở Tân Tiến rồi. Con thác đấy thì cũng khá là đẹp đúng không em? Đã. Và hôm nay thì lại được cơ hội để em Nghề đưa anh Sơn đi thăm con thác đó. Thì theo mọi người thì có nên đi không? Sơn thì Sơn rất là muốn đi rồi. Vì thời tiết bây giờ thì đang rất là oi bức và rất là muốn được tắm suối. Như vậy thì chắc là đi mọi người nhỉ? Quyết định đi nhá. Dạ vâng. Ok, em đi trước này. Ui, vẫn thích. Nghịch nước ở đây mát thật. Các bạn ơi, mấy hôm vừa rồi ấy thì Sơn cũng kiểu bị đau về đau thận ấy, có kiểu sỏi thận ấy, thì chẳng hiểu sao hôm nay nó cứ kiểu nó thỉnh thoảng nó cứ bị đau tái lại ấy. Và hôm nay thì đang cùng với em Nghề để đi chơi thác, chẳng hiểu sao nữa nó lại cũng đúng đến lúc có cơn đau luôn. Thì hôm nay thì Nghề lại đưa vào trong nhà ông bà đây để lấy luôn thuốc, đây thuốc trị sỏi thận đây đúng không? Thuốc sỏi thận đấy, thuốc sỏi. Thì chắc là hôm nay thì Sơn sẽ
ghi lại một chút hình ảnh về tất cả những cái vị thuốc mà ông bà người dân tộc Tày ở đây lấy để điều trị những cái bệnh sỏi thận. Thì Sơn sẽ ghi một đoạn video ở đây các bạn nhé. Đây các bạn này, đây thì là ông của em đúng không? Ông Lương Đình Nam. Và ông Nam. Vâng. Thì theo như những gì mà em Nghề nói thì cũng trong gia đình, thì và ngày hôm nay thì cũng may quá được em Nghề đưa vào nhà ông. Và cũng cái này thì là chắc là cũng mới lấy về đúng không? Vâng, cái này cũng mới lấy. Cái này là điều trị chính là về sỏi thận à? Chủ yếu là sỏi thận. Vâng. Thế nhà mình thì cắt được những vị thuốc gì ông nhỉ? Thuốc sỏi thận này, thuốc gan. Gan ạ. Vâng. Gan thuốc sỏi thận. Gan kiểu nó người nó vàng vàng. Bị người vàng, vàng với lại kiểu người nó bị phù. Vâng. Thế còn những cái thuốc ví dụ như dạ dày đại tràng hay là xương khớp? Có dạ dày có dạ dày cũng có. Vâng. Mũi xương khớp thì chưa. Dạ. Thế cái này mà gọi theo tiếng Tày thì mình sẽ nói như thế nào không? Theo tiếng Tày á. Vâng. Gọi là vị... nếu như tiếng Tày thì bao gồm là... những cái vị thuốc gì á? Cái này cũng hơi khó. Vì đây nó cũng cho nên là cái thuốc này thì cũng không hay thổ lộ. À. Vâng, đấy, cái này là thuốc gia truyền từ xưa các cụ rồi. Vâng. Cho nên là không hay thổ lộ là cái loại thuốc, chỉ biết lấy thuốc thôi. Vâng. Tức là lấy cái loại cây đấy. Đấy, vị trị, thế thôi. Cái này nó tổng khoảng độ 5 vị thuốc. Tổng 5 loại. Vâng. 5 loại cây rừng. Vâng, 5 loại cây rừng. 5 loại cây rừng. Vâng. Và như cái này thì chúng ta sẽ, như thế này nó sẽ rơi vào tầm 1 thang hay là 2 thang không? Cái này thì cũng mới gần 1 thang thôi. 1 thang. Vâng. Như thế này tức là thì... nếu 1 thang nó nhiều gần bằng nửa cái rổ này này. Cái này thì mình về chỉ việc đun, như kiểu như là đun nước. Vâng, lấy về nhá, xong mình... rửa, gọt hết vỏ đi, xong mình rửa, xong mình băm. Vâng. Mình băm xong bắt đầu mình phơi, là đừng có phơi nắng quá. Vâng. Phơi trong râm thôi. Thế sau đó là bắt đầu mình ra đem ra đun ấy, thì mình rửa qua thôi. Vâng. Đấy, tức là tráng qua nước thôi. Coi như là bây giờ đem đun. Ví dụ như là hôm nay cháu lấy cái này về để uống ấy, thì cháu chỉ cần rửa qua với vâng. nước lã ấy. Nước lã. Thế sau đó là cho vào đun kiểu như là đun nước lá bình thường. Đun như là đúng là như đun nước bình thường ấy. Thế như chỗ này thì sẽ đun được tầm vào mấy ấm không? Thường thường là 1 thang á, là nó nhiều hơn, tức là 1 thang uống trong 1 tuần. Vâng. Vâng, tức là mỗi một lần đun là mình chia ra. Chia ra tức là có nó uống nó vào tầm khoảng độ, mỗi một lần uống khoảng độ hơn ngày gì đó. À thế ạ. Vâng, thế là mình chia ra là trong 1 tuần. Thế thì vâng, chỗ này gọi là tầm 1 nửa thang thì mình uống khoảng tầm, đun nằm tầm 4 ngày á? 4 ngày. 4 ngày. Vâng, chỗ này tầm khoảng 4 ngày. Xin mỗi một lần đun chỉ lấy 1 nước phải không? Vâng. Một nước hoặc là lúc nhưng nào nó loãng thì thôi. Nhưng mà cháu thì cháu hiểu cháu bị sỏi thận nhưng mà bị những cái hạt nhỏ ấy, thì có cần phải uống quá trình đâu không? Thường thường là tôi lấy chỉ thường người ta gọi là cơm 3 bát thuốc 3 thang. Phải 3 thang. Vâng, phải 3 thang, tức là 3 thang là nếu là khỏi là nó khỏi ngay. Nếu qua 3 thang được nếu không khỏi là không khỏi. À. Vâng, đấy, thường thường thế mà. Thế là ông mọi khi thì ông cứ lấy cho những người người ta đến cắt, thì những người ví dụ như là sỏi thận này thì là gần như là sẽ khỏi hết hay là có ai không khỏi? Cũng không? Cũng phải đến khoảng độ 98%. Ồ, thế thì coi như là 100%, 98%. Vâng. Vâng, đấy thường thường tôi lấy là chỉ có ví dụ như là khi nó là sỏi thường thường nó gọi là cái sỏi găng, sỏi đá ấy, thì cái đấy nó khỏi lâu. Vâng. Đấy, thế còn ví dụ như các cái sỏi bùn thì biết cái này khác là lấy chỉ 3 thang. À, và là khỏi. Thế là như một cái thang này thì ông bà sẽ lấy là bằng bao nhiêu tiền? Bởi vì như khi người ta bán là mỗi một thang là chỉ 200 thôi. À, vâng. Mỗi một cũng thang rất 200. Rẻ không 200. Vâng, 200 nghìn một thang. Vâng, 200 nghìn một thang. Thế là cứ những người bị sỏi thận mà lấy là chỉ 3 thang là hết vâng, khoảng 600 ngàn là sẽ khỏi. Đấy, là sỏi thận. Khỏi. Vâng. Vâng. Vì tôi trên này là dân tộc Tày là thường thường là lấy là này không bán cũng được, nếu không thì lại đến lễ, tức là đến Tết trả lễ. À, vâng. Tức là chỉ đặt thuốc khoảng độ 100 nghìn hoặc 50 nghìn. Vâng. Xong là mình lấy xong là có thể là đến Tết thì người ta đến trả lễ. À, người ta đến trả lễ. Đến trả lễ. Thế thường là người ta trả lễ thì sẽ trả như thế nào không? Thường là trả lễ thì người ta mang cho con gà. À. Vâng, con gà mới lại khoảng độ 200-300 nghìn gì đó. À, đấy và thế thôi. Đến ngày Tết thì vâng, đến ngày Tết. Thế bây giờ đấy, cháu xong là cháu đến ngày Tết này vào tôi lại còn vào Ma Tổ nữa.
Vâng, đấy còn báo cáo tổ tiên thì là phù hộ độ trì cho lấy thuốc nó để cho được tay bốc tại, thuốc cho vâng, tay nó bốc tốt. Tốt. À vâng. Dạ vâng. Vâng. Đấy là theo cái phong tục của người Tày mình không? Vâng. Vâng. À, vậy thì hôm nay bây giờ chỗ này còn chưa được một thang ông nhỉ? Vâng, thì mới được thôi. Nửa đấy ạ. Dạ vâng. Vâng. Thì ông cứ đúc cho con để con uống nhá. Vâng, uống vâng. Xong rồi là ông cắt thêm cho con một thang nữa thì vâng. Hôm sau con có dịp con đi vào quay trong này thì con sẽ qua con lấy. Vâng vâng vâng. Và cũng hy vọng là vâng. Tay bốc thuốc của ông nó vâng, vâng. Tốt để vâng. Cho con cũng như là mọi người vâng. Có nhu cầu để vâng. Điều trị về những cái bệnh sỏi thận hay là vâng. Những cái bệnh mà ông cắt được thuốc nam vâng. Nó được gọi là thơm tay mây miệng ấy vâng, kiểu ấy. Vâng. Dạ vâng. Tôi cũng rất muốn là sau khi thuốc tôi đưa cho các cháu với lại các chú là về cái sỏi thận là muốn là khỏi. Dạ vâng. Đấy là tâm tư nguyện vọng của gia đình thường vẫn thế để khỏi. Cái hôm trước thì con kiểu nó bị cái sỏi nhỏ thôi nó bị tắc xong rồi là nó dẫn đến đau bụng ấy. Thì bây giờ con thỉnh thoảng nó vẫn cứ bị có những cái lúc nó bị đau đột ngột một vâng. Tí. À, bây giờ thì nó còn hơi âm ỉ, hai anh em đang bảo đi thác chơi. Đi thác chơi thì đây vừa đang ở lúc ở dưới kia thì đang hai anh em đang đứng quay một tí thì tự dưng lại bị đau á. Bị đau nó ấy đấy thì bảo là thôi thế là nên chỗ ông bà luôn. Vâng. Em bà thì may quá vẫn có. Cái thuốc này nó có hai vị này nha cháu nhé. Nếu mà càng đau càng uống. Nếu mà uống vào đau lại khỏi nhanh. Nó lại cái tác dụng nó còn thế nữa. Có nghĩa là uống vào mà thấy mà bị đau ấy, vẫn đau, nhưng vẫn uống thì cứ càng đau càng uống. Đau càng uống thì nó lại càng nhanh xa sỏi. Nó lại càng nhanh xa sỏi. Thế là lại nó lại bị kiểu như nó không phải là uống mà giảm không đi uống mà uống nó giảm đi. Uống nó sẽ đau hơn xong rồi nhưng mà đau thì nó lại nhanh ra sỏi hơn. Không có người uống thì đau nhưng có người uống không đau. Vâng. Nó lại tùy theo cơ địa. Nó tùy theo cơ địa của từng người. Vâng. Thôi thường thường nhá các đi lấy thuốc nhá, về đây lấy thuốc thì thường thường là nó để nói như tiếng ấy là đái ra nó còn cả cái viên sỏi nó còn rơi nữa. Vâng. Đấy nó còn bị tắc nó còn nó còn dở rơi ở trong cái ấy ra. Vâng. Thế như cái này những cái vị này thì mình đun nước uống là gần như là nó để nó bào mòn nó bào sỏi, mòn đó rồi để cho viên sỏi vâng. nó răng vâng, vâng, để vâng. cho nó không đấy, bị bào tắc mòn xuống viên khi thế là nó thôi được rồi thế thì thôi được rồi. Ông cứ cho nhá. Cho ấy đi cho con cái này nhá. Vâng. Được rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ thì Sơn sẽ bảo ông búc tạm cho một lửa thang này về uống xem là cái quá trình điều trị về thuốc nam của ông này sẽ như thế nào nhá. Sơn nghĩ là chắc là sẽ tốt thôi, bởi vì thường thường thì thuốc nam thì sẽ điều trị về các căn bệnh, mọi thứ thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Bây giờ như thế này thì chỗ này con về con đun, cứ đun làm khoảng 4 lần. Cho khoảng 4 ngày đi. Khoảng 4 lần. Thế này đun cháu cứ chia ra đun lúc nào thuốc nó loãng thôi. Vâng. Vâng. Cái quá trình mình đun thì có để sủi lâu không? Nói chung là sủi càng lâu càng tốt, bởi vì là nước nó càng ra nhiều thì vâng, cái chất nó càng ra vâng, nhiều vâng, thì vâng. Càng có nghĩa là mình càng để sủi lâu càng tốt. Vâng. Và thôi chỗ này cứ đun làm 4 ấm đi. Cứ cho vào cái ấm siêu. Vâng, ấm siêu cũng được. Ấm siêu đun được. Ấm siêu bé. Vâng. Nó có vị đắng hay là vị ngọt hay vị gì nó không? Cái này thường thường người ta vẫn chăn cơm mà được mà. Ủa thế ạ? Nó ăn dễ không. Có nghĩa là nó không đắng à? Nó không đắng. Ôi, con sợ đắng không ạ? Hay là có thuốc để trị sỏi thận nữa rồi các bạn ạ. Thế bây giờ thì thôi để lấy xin cái lọc bốc thuốc của ông để uống cho bệnh của con nó được tốt thì để cho con cứ gửi một chút tiền trước đi. Vâng, ít thôi. Thôi con giờ gọi là lấy lọc thôi. Bởi vì là thế này thường thường là cái quan điểm là đi lấy là phải mình lấy tiền đi đặt. Dạ vâng vâng. Thì đấy thì con cũng muốn là như vậy thì ông cảm hộ con. Thật ít thôi cho. Thì gọi là hôm trước là con cũng có vào trong chỗ nhà ông Nha. Nhà ông Nha ở bên số nhà hôm tây số 4 này. Hôm anh em vào trong đấy thì sang thế đây nhá, con cứ tạm thời là con nhiều quá ông một không ông cứ cầm đấy, ông cứ cầm đấy giúp con. Ông cầm đấy giúp con để con thì thường là nguyên tắc nó thế, cứ phải dạ, lấy vâng. lấy lọc tiếp. Đúng rồi. Cái này thì bởi vì là nó là những cái gọi là cái truyền nghề truyền đời từ tổ tiên mình để lại cho được cái những cái tay bốc thuốc như thế này thì vẫn phải có lọc để con xin tổ tiên mình gọi là ấy cho dư. Thì thế này này, cháu về uống xong là lấy số điện thoại. Để cho thà nếu có gì như là tôi lại thông tin cho. Để ông đọc luôn con số con nhà, nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở con ở ngoài Bảo Yên này. Nhà Bảo Yên à? Vâng. Nhà ở khu mấy? Con ở ngoài Phú Giang.
Này. Đây ông đọc số đi thì con ghi luôn. 0379 0379 367 367 015 015. Ông Nam nhỉ. Nam. Đây con nháy số sang lại nhá. Còn Sơn TV, Sơn TV. Sơn. À Sơn. Sơn TV đấy. Đấy, thấy có chuông rồi. Nếu điện thoại ông trên nhà. Đây con lưu ông Nam thuốc ở đây là được rồi. Nhà ở ngay phố à? Dạ vâng, con ở ngay phố luôn. Thế ở đấy lâu chưa? Hay mới là con chuyển xuống? Cũng không, con quê gốc thì ở dưới xuôi cơ. Nhưng mà nên trên này sinh sống cũng lâu lâu rồi đấy. Thế à? Tôi trước tôi cũng làm ở bưu điện. À thế ạ? Bưu điện Huệ mình. Tôi làm từ thời ông Luồng. Biết ông Luồng không? À, chắc là con không biết đâu. À thế à? Vì con cũng... Thế thì biết bọn cái điệp cái đấy. Vâng, vâng. Đây, ông con yêu ông Nam thuốc Nam luôn này rồi. Đấy. Quý vị và các bạn ơi, hôm nay thì Sơn đã nhờ ông cắt cho một chút thuốc về sỏi thận. Thì mọi người ai có nhu cầu mà để điều trị về những cái bệnh mà có thể điều trị được bằng thuốc nam, ví dụ như là sỏi thận này hay là bệnh gan này rồi vân vân. Rất là nhiều những cái vị thuốc nam mà ông bà đây có thể cắt được. Đấy, nếu mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ theo cái số điện thoại mà ông vừa đọc cho Sơn nhé. Hoặc là mọi người có thể liên hệ với Sơn thì Sơn sẽ đưa đến hoặc là giới chỉ gửi địa chỉ đến cho mọi người để có thể mọi người đến được nhà ông bà đây để cắt được những cái vị thuốc nam để chữa những cái bệnh gọi là dụ như là gì ông nhỉ? Gan này hay là gan, thỏi thận này. Sỏi thận. Phù. Nói chung là rất là nhiều bệnh. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp thì nó dễ hơn. Và mọi người có thể là đến được nhà ông bà đây ấy, thì nó rất là tiện, rất là dễ hơn các bạn nhé. Thôi bây giờ vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều. Vâng. Xong ông nhớ cắt thêm cho con nhé. Vâng. Cắt thêm cho một thang vâng. Xong rồi để hôm sau nếu mà lúc nào ấy điện cho tôi. Dạ vâng nhá. Con vào đây nhiều mà, con vào đây thường xuyên mà. Vì anh em con quay YouTube các thứ thì con quay trong này nhiều. Vâng. Được rồi. Vâng. Đấy, cảm ơn xin cảm ơn ông. Vâng. Hôm nay thì định đi thác chơi các bạn ạ. Hôm nay em Nghề bảo là đưa đi thác chơi, thế nhưng mà đen quá. Đang định đi chơi thì lại bị đau bụng. Thế là lại đi cắt thuốc luôn. Nhưng mà Nghề ơi. Dạ. Hay là nát đi ra ngoài kia xem có chỗ nào có view đẹp đẹp thì Nghề ngồi hát cho mọi người nghe một tí được không? Dạ được ạ. Bởi vì sắp đến rằm tháng riêng của bọn em ấy thì bọn em sẽ hát bài Xuân Đến. À. Có nghĩa là cái ngày rằm tháng 7 chứ đúng không? Rằm rằm tháng 7 nhưng mà gọi là rằm tháng riêng à? Thế là ngày rằm này là người dân tộc mình là tổ chức ăn Tết đây đúng không? Vâng. Ăn Tết rất là to đúng không? Vâng. Thế thì lát ra xem mà có chỗ nào có view đẹp đẹp và Nghề ngồi hát cho anh với cả mọi người nghe một bài nhá. Dạ vâng ạ. Hát then đúng không? Vâng. Ok, thế bây giờ sẽ đi xem là chỗ nào có view đẹp để chọn nhá. Đây rồi các bạn ơi. Bây giờ thì Sơn và em Nghề sẽ ở đây có một cái view cũng khá là tuyệt vời. Đây này có suối rồi có nhà sàn các thứ nọ kia, mà ở đây thì cũng khá là yên tĩnh. Đấy, bây giờ hai anh em sẽ ngồi đây nhá, ngồi cây cầu này nhá, được không? Được ạ. Ngồi cây cầu ở đây yên tĩnh. Thế là ngày hôm nay là định hát cho mọi người nghe bài cái gì nhỉ? Bài Xuân Đến ạ. Bài Xuân Đến á. Hát bài là Xuân Thân. Xuân Thân, hát gọi là hát then đúng không? Vâng ạ. Ok, thế vậy thì bây giờ thì Sơn sẽ ghi hình em Nghề hát dành cho mọi người một ca khúc được mang tên đó là Xuân Đến và hát bằng tiếng Tày. Hát thêm một tí tiếng phổ thông nữa nhỉ? Vâng. Ok. Em Nghề sẽ di chuyển xuống bờ suối nhá. Đấy. Đấy, ngồi ở chỗ cái hòn đá to đấy em ạ. Ngồi đấy xong rồi anh cũng đi xuống bên dưới này nữa. Đấy, được nghịch nước luôn, càng mát càng thích chứ sao. Thấy không, mát không, nước mát không? Có ạ, nước mát. Đấy, nát mình phải xuống vảy nước một tí. Hợp lý đấy, vị trí đấy ngồi hát sẽ có view đẹp đấy. Bây giờ sẽ di chuyển xuống dưới để ghi hình em Nghề. Ui, thích thế. Mát cực luôn mọi người ạ. Hay là lội ra giữa dòng này hát. Thôi, ở đây tôi cứ lội ra giữa dòng này lại ngã ướt hết. Nhưng mà chỗ này lại có bụi rác, chán nhở. Thôi ngồi đây nhá. Ngồi đây ok.
Các bạn ơi, hôm nay thì đấy, theo chương trình như lúc đầu tiên thì bảo là đi chơi thác, đi tắm suối các thứ, nhưng mà sau đó là lại có một chút gọi là ngoài mong muốn. Và bây giờ thì hai anh em lại quay về một con suối nhỏ, và bây giờ thì hai anh em sẽ ngồi đây. Và hôm nay nghề trước tiên là nghề hát cho anh nghe trước để cảm giác anh sẽ bớt cái cơn đau đau bụng đi. Vì như hôm trước, như các bạn thấy một cái tiêu đề Sơn đã đặt ra đấy, Sơn TV say mê em nghề vì giọng, vì giọng hát then. Và thực sự là có một cái gì đó mà em nghề đã truyền cảm hứng vào trong câu hát then, đã khiến cho Sơn cảm thấy là rất là đam mê đấy. Và chính thức thì Sơn cũng đã nhận em nghề làm cộng tác viên và đã là thành viên trong kênh Sơn TV. Thì trong cái quá trình thời gian từ nay về sau thì Sơn cũng rất là mong mọi người sẽ ủng hộ cho anh em mình. Và nghề có mong muốn gì không? Dạ, em có mong muốn là em cũng muốn truyền cái cảm hứng của em, của xã em, cũng như là các lễ hội truyền thống mà anh em mình đi quay để truyền cảm hứng cho mọi người. Và cũng rất mong muốn là mọi người có thể ủng hộ, có thể like, subscribe và có những góp ý cho hai anh em bọn em để bọn em cùng phát triển và giúp mọi người hiểu biết thêm nhiều văn hóa của dân tộc Tày, Nghĩa Đô bọn em. Okay. Và các lễ hội truyền thống của Nghĩa Đô bọn em. Ok, nghề. Đấy, như em nghề vừa nói thì em nghề cũng rất là muốn truyền lại cho tất cả mọi người được biết đến về những cái nét văn hóa của người đồng bào dân tộc Tày, cũng như là những cái điệu hát then, rồi rất là nhiều, vân 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 vân, rất là nhiều những cái nét văn hóa của người dân tộc Tày, cụ thể là người Tày Nghĩa Đô các bạn nhé. Và trong cái video ngày hôm nay thì em nghề cũng muốn truyền tải đến cho tất cả quý vị khán giả biết đến một số những cái ca khúc hát then của người Tày. Và ca khúc hôm nay em nghề muốn hát tặng cho mọi người đó là bài Xuân Đến. Xuân Đến, tiếng Tày là Xuân Thân. Xuân Thân, tiếng Tày là Xuân Thân đúng không? Và hát tiếng Tày trước nhé, sau đó là sẽ hát dịch cho tiếng phổ thông. Vâng ạ. Ok, thế thì bây giờ hai anh em mình xin mời tất cả mọi người cùng đón nghe ca khúc Xuân Đến với sự trình bày của nữ ca sĩ cô tiên nghề Nghĩa Đô. Mời em. Vâng. Anh bây giờ anh sẽ ngồi đây, anh vừa nghịch nước vừa được nghe em hát, rất là thích vì nước mát. Rồi, bắt đầu ạ. Xuân thân các sức hoa tranh phong khay, lầm rua mùi bió khóm hoan ơi. Mật mèn kháng bích bần vẫn khâu kẹo đông, xa tít nhì bió khóm ơi. Nhớ lầu tên đầy tranh phà khao, dành pha mùng đuôi gần vui ở xuân. Bầu trời trong sáng nở hoa mùa xuân, cùng đưa nhẹ đưa nơi nơi xa gần. Từng bầy ong bướm bay vườn hoa lạ ơi, ta thấy đời nở hoa đầy trời. Sức chúng mình đón đường xuân về đây, cùng vui mừng ta hát mừng xuân nơi này. Anh nghe không nhầm, hình như là hết cả hai thứ tiếng, đó là tiếng Tày và tiếng phổ thông rồi, đúng không? Vâng. Cái bài này nếu bình thường đi hát thì mình có nhạc không? Dạ có ạ. Bài này nếu mà có nhạc sẽ hát lâu hơn. Còn bây giờ mình hát bình thường, mình hát chay, mình chỉ hát một đoạn thôi. Ừ, nếu có nhạc thì mình sẽ phải hát ngân ra lâu hơn, đúng không? Nhưng mà nghe hát chay thì anh nói thật nhá, không phải là hôm nay nghề gia nhập tem của Sơn TV rồi mà anh mới nói đâu. Nhưng mà thật, đây là Sơn chia sẻ thật trong video này luôn. Không hiểu sao nhưng mà anh có cảm giác rằng là mình có duyên với những cái câu hát then ấy. Khi mà từ cái hôm đầu tiên mà anh nghe được em hát
không phải là mới gần đây đâu mà cũng trước rồi có những cái buổi mà em đi diễn văn nghệ các thứ, nhưng mà những buổi anh không quay thì anh thấy cái cảm giác là những cái lời hát của em và cái giọng hát của em nó khiến anh có cái gì đó nó đang bị say đắm. Các bạn đừng có hiểu nhầm ở cái vấn đề đây là Sơn say đắm em nghề nhé. Say đắm là say đắm câu hát, những lời hát then, chất giọng của em nghề. Chứ ở nghiêm chỉnh luôn, nghiêm túc luôn trong cái video này, Sơn cũng nói luôn. Cái chuyện gọi là vớ vẩn, linh tinh, tình cảm các thứ là đừng bao giờ nói vào đây nhé. Nếu bất kể một ai bình luận hay là nói gì về cái chuyện bảo là Sơn thế nọ, thế kia say đắm em nghề là trong cái chuyện tình cảm là hoàn toàn không có nhá. Sơn mà thấy mọi người nói như thế là Sơn không hài lòng một tí nào đâu. Vì Sơn cũng đã nói chuyện với cả bố mẹ em nghề rồi. Khi Sơn cũng có cái mong muốn là anh em cùng nhau hợp tác để phát triển về kênh YouTube và truyền tải tất cả những cái hình ảnh, những cái video về văn hóa, văn nghệ cũng như là đời sống hàng ngày để cho mọi người xem ấy, thì Sơn cũng có nói chuyện với cả bố mẹ em nghề là trong cái quá trình làm việc thì anh em phải hết sức là nghiêm túc về mọi vấn đề. Đấy, kể cả em nghề trong cái việc là bây giờ vẫn còn trẻ tuổi cũng không nên yêu đương quá sớm, nên tập trung vào công việc. Đấy, thì mọi người xem video mọi người đừng có hiểu nhầm sang vấn đề nọ kia bảo là ôi anh Sơn lại đang thích em nghề rồi nọ kia là sai hoàn toàn nhá, không phải thế đâu nhá. Đấy, cho nên là cái tiêu đề Sơn đặt trong video thì đặt là như vậy, thế nhưng trong công việc là công việc và cuộc sống đời thường là cuộc sống đời thường nhá. Còn nói luôn là Sơn có bạn gái rồi. Nghề thì bây giờ vẫn còn ít tuổi. Sơn cũng nói với cả mẹ em nghề bảo là bây giờ đi làm thì chưa nên yêu vội. Mà khi mà đã làm việc cùng với cả Sơn rồi thì em nghề cũng thế. Mấy cái chuyện yêu đương linh tinh là anh không đồng ý đâu nhá. Vâng ạ. Cứ mình nên tập trung vào công việc cho thật tốt để cho chúng ta phát triển có một cái công việc ổn định đó. Thế sau đó thì sau khi nào mà em học xong rồi ấy, thì khi đó thì có bạn trai nào mà cảm thấy nó hợp với mình thì lúc đó tìm hiểu nhau cũng chưa muộn đúng không? Vâng. Mà còn bảo là bây giờ muốn tìm hiểu em nghề nhá. Mấy bạn trai mà xem được cái video này muốn tìm hiểu em nghề thì xác định là cứ hát hết 109 bài hát giao duyên đi đã. Đấy, thì xong rồi trèo cột các thứ đấy, xong thì hạng đến tán em nghề nhá. Rồi vui vậy thôi, thời bây giờ thì không như vậy nữa đâu. Nhưng mà bây giờ nghề vẫn còn ít tuổi nên là phải tập trung vào công học hành trước. Đấy, và sau cái thời gian học hành, những thời gian rảnh thì nghề sẽ quay video cùng với cả Sơn về đời sống hàng ngày cũng như là có thể là quay về những cái văn hóa lễ hội các thứ. Và chắc có lẽ vì anh em mình cũng kết thúc video này thôi nhỉ. Thì bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Với hai nữa hôm nay sức khỏe Sơn cũng không được tốt lắm. Cho nên là tạm thời trong cái video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin phép được kính chào tất cả quý vị các bạn. Bye bye.